Sao mà yếu nhỉ? Alo, có ai đang xem được không? Không biết các bạn có xem không nhỉ? Mọi người có xem không? Sao anh lại không xem được nhỉ? Anh xem thì nó bị quay, không xem được. Ok, hôm nay thì anh sẽ chữa sẽ chữa cụm trên đây cụm từ nhé. Hàng yếu nhỉ. Ok. Hello Nguyễn Thị Giả. Hello nha. Được rồi. Ok, các bạn nhớ tao tên bạn bè cũng như share về xem lại nhé. Thì trên đây cụm từ thì anh sẽ ẩn luôn sau khi livestream. Đối phần trên này cụm từ thì anh sẽ ẩn sau khi livestream nhé. Những bạn nào mà chưa có cái tài liệu thì có thể ấn vào cái link để xem tài liệu. Và đây là những kiến thức chúng ta sẽ học trong hôm nay. Nó sẽ có 29 cụm, 30 bài tập nhưng chỉ có 29 cụm thôi, bởi vì có một cụm nó trong một bài tập khác. Được chưa? Và sau khi học xong thì chúng ta cũng sẽ ôn lại như hôm trước thôi. Được chưa? Cái cách này thì nó sẽ giống trong cái bộ sách phá đảo. Đỗ Kim Hồng, ok đúng rồi em. Được chưa nhỉ? Bạn nào mà chưa biết thì có thể ghi ghi nhanh hoặc là chụp lại màn hình nhé, ghi nhanh chụp màn hình để tí nữa chúng ta sẽ áp dụng vào làm bài tập. Được chưa? Chúng ta sẽ vào làm bài tập và sau khi livestream thì anh cũng sẽ ẩn để thì các bạn nhớ tag tên bạn bè cũng như là share về học nhé. Hello and clap. Được chưa nhờ? Các bạn nhớ, chụp lại màn hình để xem nhé. Sau đó chúng ta sẽ áp dụng vào bài tập. Rồi, từ từ. Đó, các bạn cứ chụp đi. Hiên An, đúng rồi em. Đây là những cái cụm trong sách phá đảo. Nhưng mà bài tập thì nó là bài tập bổ trợ ấy. Cái bài tập mà anh có gửi qua cái ấy, PDF ấy. Đây là bài tập bổ trợ.
Đấy, những cái bài tập bổ trợ ấy thì bởi vì là các em làm ở sách bán đảo ấy thì có bài tập sẵn rồi, cả các kiến thức thì đã có sẵn rồi, các em chỉ việc làm và khoanh thôi. Nhưng mà còn cái bài tập bổ trợ nữa thì anh muốn chữa bài tập bổ trợ này này, hiểu không? Anh muốn chữa cái bài tập bổ trợ cho các em. Cái bài tập này là bài tập anh gửi qua PDF ấy, bài tập bổ trợ đấy. Các bạn nhớ chụp lại màn hình nhé. Rồi, 23 này, 24. Thế rồi ấy. Chúng ta đợi một chút nữa thì chúng ta sẽ vào chữa. Thiên An đúng rồi. Qua mail thì anh có gửi hai cái file đấy. Một file là bài tập bổ trợ, nó cũng là 1.000 bài tập đấy. 1.000 cụm tương đương với 1.000 bài tập. Còn sách là 1.000 bài tập khác, hiểu chưa? Còn đây là 1.000 bài tập khác nữa. Đấy. Thì anh không nhớ không nhầm là 10 test đầu anh gửi nhầm cái trong sách. Chính xác là có 10 test khác đấy. Anh có phân ra rồi nhưng mà lúc kia anh quên mất, cho anh gửi nhầm. Ok. Các bạn sẵn sàng chưa? Các bạn cùng comment 1 thì chúng ta bắt đầu nhé. Sẵn sàng thì comment 1 thì ta bắt đầu. Và chữa. Nếu sẵn sàng hãy comment 1 nào. Bạn nào đang xem thì hãy comment 1 thì ta bắt đầu nhé. Hello Huyền Nguyễn nha. Bạn nào cần thiết thì có thể share về xem lại để ghi lại kiến thức, bởi vì là 1 tuần ta có 1 buổi chuyên về cụm từ và nó cũng không quá nhiều, nó chỉ có khoảng 30 câu thôi, tức là khoảng 30 cụm. Và 30 cụm này thì học trong một một tuần thì nó quá ít, đúng không? Quá ít. Nên là bạn cũng phải bổ sung thêm vào trong nhóm để lấy thêm những cái chuyên đề cụm từ phần 1, 2, 3, 4 anh có đăng sẵn rồi nhá. Cũng có livestream thì các em lục lại tường của anh để xem lại, được chưa? Thì sau những cái livestream này thì anh sẽ ẩn chuyên về chuyên đề cụm từ. Ok chưa? Rồi quay chúng ta vào chữa nhá. Chúng ta vào câu số 1, test số 1 nào. In such a hurry. Nào câu 1 nhé. In such a hurry, she was bound. There was something behind that he and that she would need later. Hello, nghĩa là này. Bận ngọ vội vàng đến như vậy. Cô ta chắc chắn đúng không ạ, là để lại cái thứ gì đó rồi mà cô ta sau này sẽ phải cần đến. Được chưa? Nào các bạn làm nhé, các bạn comment. Nào, đây có to living hay là for living. Ok. Thì đây ta có bạn chú ý nhé, ta có to be bound to something. Đấy, mang thì nó cũng có nghĩa là sudden đấy. Chắc chắn làm gì? To do something. Chắc chắn làm gì? Được chưa? To be bound hoặc là sudden to do something, chắc chắn. À, cô ta chắc chắn là để quên, leave something behind nhé. Leave something behind tức là để lại, để quên cái gì đó, phải chưa? Vậy thì trong câu này ta có được đáp chính xác là B nhé. Thì anh nhớ tí nữa chúng ta sẽ có ôn lại những cái cụm này theo cái phong cách giống như sách văn đảo. Câu số 2 nào. In my view, the outcome will come to the one who wants the victory most. And I feel we do. Câu số 2 nha. Câu số 2 ta có là theo cái tầm nhìn, theo quan điểm của tôi ấy, thì là cái kết quả, đó, cái hậu quả, cái kết quả, được chưa? Sẽ là do người nào muốn chiến thắng nhất, và tôi nghĩ là chúng tôi là người muốn chiến thắng nhất, đúng không? I feel we do. Chẳng qua we do này nó mình phải hiểu thì là we want to want the victory most. Được chưa? Bạn phải hiểu như vậy nhá. Đấy. Thì đây ta có lại come down on, coming to, come down to, I come over. Câu 2 như bạn C, Lan Anh, Thu Trang, Kim Hồng, Yến An với cả Ngọc chọn C. Thì đây ta có gì ạ?
ta không có được come down on nha, yeah. Coming to là thừa kế đúng không? Thừa kế bằng inherit, bằng với to be heir to something đấy. Come down to là do bởi gì đó, bởi điều gì. Come down to something là do bởi điều gì. Come over là ghé qua đúng không? Ghé qua. Thì đây ta thấy là gì? Theo cái quan điểm của tôi ấy, thì kết quả sẽ là do người nào muốn chiến thắng nhất mà thôi. Và tôi cảm nhận được là chúng tôi muốn chiến thắng nhất, được chưa? Và là chính xác là C, đúng không? Là C nhé. Câu số 3. Câu số 3 đó. Where does the progress in developing the technologies that will be able to use corn or soybeans to be the feed stock for energy. Thì đây ta có đấy, chúng tôi progress đó, cái tiến triển đúng không? Chúng tôi rất là cải thiện hay là tiến triển trong việc phát triển những cái công nghệ mà có khả năng để sử dụng đây là gọi là ngũ cốc hoặc corn hoặc là bắp đấy đúng không? Hoặc là soybean. Soybean đây nó là cái đậu nành, được chưa? Để là những cái kho hàng, được chưa? Kho cung cấp, sao phải kho cung cấp cho năng lượng, được chưa? Hiểu chưa nha? Thì đây ta có chọn gì đây? Making, having, doing, keeping. Thế chúng ta phải lựa chọn là cái động từ gì đi với progress. Yeah. Động từ gì đi với progress. Thì trong câu số 3 thì có gì ạ? Make progress in doing something. In doing something nha. Đấy. Thì nó bằng bằng gì ạ? Make an advance. Dạ, tức là tiến triển. Tiến bộ. Dạ, tiến triển tiến bộ. Vậy thì theo câu này ta có lấy chính xác về là A nha. Ở câu số 3. Câu số 3 nhé. After they had called in the sea, everyone walked over to the rocky side of the shore. Dạ. Sau khi họ tắm mát, họ làm mát ở bờ biển, tắm mát ở biển, gọi thì mọi người đúng không ạ? Mọi người đi đi trên một cái bãi biển đầy sỏi đá, dạ. Cái bờ biển, dạ. Thì đây ta có là cool gì? Cool up, cool in, cool off, cool on. Ok, câu số 4, nhiều bạn đang chọn C. Thực ra thì nó rất là dễ, nếu bạn đi theo cái tài liệu này của anh thì bạn sẽ làm rất là dễ, nhưng cái phương pháp làm như này nó sẽ giảm đi cái thời gian để các bạn tra, mặc dù là tra nó sẽ tốt hơn nhưng mà nó cũng có một cái nhược điểm, đó là nó sẽ tốn nhiều thời gian hơn, tốn nhiều thời gian hơn. Vậy thì bây giờ nếu mà mình làm theo cái này thì nó sẽ tiết kiệm thời gian bạn học hơn, đúng không ạ? Mà rồi tra thì nó sẽ tốt bởi vì là các em sẽ va chạm nhiều những cái cụm, các bạn sẽ phải tìm hiểu. Đó, tức là tự thân vận động thì lúc ý nó sẽ tốt, nhưng mà cái mặt mặt trái đó là nó sẽ tốn nhiều thời gian nha. Thì đây ta có là color phone nha, ta chỉ có color, tức là tắm mát làm mát, tắm mát hoặc là làm mát, được chưa? Tắm mát làm mát, và đây chính xác là C nha. Câu số 5 nè. You have to the a cool head during business negotiations. Chúng ta đọc là negotiation nhé, chúng đọc là negotiation, yeah. Negotiation, or else you may end up getting the short end of the stick. Thì đây nó có hai cái thành ngữ liền. Thứ nhất là cái gì là cool head, mang nghĩa là remain calm, yeah. Bạn phải gì? Giữ bình tĩnh trong những cái thuộc thương thảo, đúng không? Negotiation tức là thương thảo hoặc là nó đàm phán đấy, đúng không? Đàm phán kinh doanh. Nếu không thì bạn có lẽ có thể là bị gì, bị thua thiệt nha, bị thua thiệt. Thì trong câu này các bạn chú ý ta có get the short end of the stick, get the short end of the stick nha. Thì đây mang nghĩa là thua thiệt, lép vế. Thua thiệt là vậy, thua thua thiệt nha, thua thiệt đấy. Cái thứ hai là cụm này ta sẽ đi có cái thằng là gì, câu số 5 nhé. Đây ta có là keep
a cool hat, nó bằng với keep one's hat, được chưa? Đấy, nó bằng stay calm. Đấy, tức là giữ bình tĩnh, được chưa? Giữ bình tĩnh ha. Ok, vậy là chính xác là gì? Keep. Ok, câu 6 nè. This situation needs to be tackled without the dot. Cái tình hình hiện tại cần được giải quyết ở tackle nhé. Tackle ở đây nó bằng với deal with, nó bằng với address hoặc là deal with. Yeah. Tackle without the dot, delay, cancellation, suspension and postponement. Thì đây ta có về delay, cancellation hay là postponement thì nó đều là chỉ hoãn đúng không? Hoãn hủy. Suspension ở đây thì nó mang nghĩa là đình chỉ đúng không? Đình chỉ nó cũng là hoãn lại đấy. Khi cái này chúng ta có một cụm thôi, nó chỉ đi một cụm, đó là without delay đấy, nó bằng với immediately, giờ nó bằng at once, ngay lập tức, được chưa? Ngay lập tức đó, và là chính xác là đáp án à nhá. Ok, đúng rồi, Nhung Nguyễn, calm down. Các bạn nào, bạn nào vào sau thì có thể lưu lại về xem nhé. Câu số 7. It took a while to get to know each other well enough to actually let in one another. Câu số 7. Phải mất một khoảng thời gian để mà biết nhau, mình nhớ, biết nhau đủ nhiều để mà thực sự là có thể gì ạ? À, tâm sự với nhau, đúng không? Tâm sự với nhau. Thì đây thì có tâm sự, thổ lộ tâm sự đấy, được nhá. Bày tỏ bày đúng rồi, bày tỏ tâm sự. Thì đây ta có mỗi thằng gì ạ? Đây giải thích trước, disclose đây nó là phơi bày nhá. Disclose phơi bày. Được chưa? Confide thì có confide in someone, là tâm sự. Được chưa? Tâm sự. Đấy. Còn take in thì mang nghĩa khác rồi. Take in thì mang nghĩa là hiểu. Wow, mình tiếp thu được. Còn take someone in ấy thì nó có mang nghĩa đó là cho ai ở nhờ đấy, đúng không? Tức là cứu mang ai, đúng không? Còn take something in thì nó kiểu là khâu lại, khâu hẹp, khâu bó lại, đúng không? Ví dụ khâu quần áo ấy, đúng không? Bó quần áo lại, đúng không? Còn express là diễn đạt, diễn tả cũng được. Câu số 8 nè. Nếu có bất kỳ nghi ngờ về những cái động cơ của tên lửa, rocket engines, chúng ta nên hoãn cái vụ phóng đi, hoãn cái vụ phóng tên lửa, cancel the launch. Đây nói hỏi về cái giới tư đi với thằng doubt, thì đây ta có cũng đó là gì? Ở đây thì nó không phải là nó là khẳng định, còn mình ở vũ định, no doubt about something. À, tức là không còn nghi ngờ về điều gì, chắc chắn, hoặc là không còn nghi ngờ về điều gì nữa, được chưa? Thì đây là chính xác là gì? No doubt. Nè nhá, Thu Đông thì em tí nữa em tải cái link bài tập về nhá, bởi vì là trong anh đã có liệt kê sẵn các cụm rồi, chỉ cần nói thôi, thì cần vào xem lại xong rồi em làm thôi là dễ, là dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu có bất kỳ cái nghi ngờ về cái động cơ của rocket, của tên lửa, chúng ta nên hoãn vụ phóng tên lửa đi. Câu số 9 nhá. Các comment nhiều vào nhá. The floor resembled an empty floor of a warehouse and John was reminded the dot way he'd woken up the day before. Nào thì đây ta có là gì? Cái sàn nó rất là cái giống với cái sàn nhà trống ở trong một cái nhà kho, đúng không? Warehouse, cái kho hàng đấy. Và John đã được gợi nhớ lại
về cái nơi mà anh ta đã thức dậy vào ngày hôm trước. Quizlet thì em vào em tự tạo mà. Nguyễn Hằng Nga, anh có đăng, anh có kèm cái link đấy, thì em ấn vào nhé. Đó thì đây ta thấy là gì ạ? Ở đây ta có là remind someone of something, nhưng mà nghĩa là gợi nhớ, nhớ ai điều gì, hiểu chưa? Gợi nhớ ai điều gì đó, hiểu chưa? Đấy, cái sàn nhà nó rất là giống, resemble nó bằng với look like, nó bằng với take after, đúng không? Rất là giống cái sàn sàn trống ở trong cái kho hàng, của một kho hàng, đúng không? Và John đã được đã gợi nhớ, đã được gợi nhớ về cái nơi mà anh ta đã gì, đã thức dậy ngày trước, hiểu chưa? Và là chính xác là đáng say nó remind someone of something nhé. Ok, các bạn mà sau thì có thể lưu về xem lại nhé. Thì sau khi livestream thì anh sẽ ẩn livestream này để cho đỡ bị loãng. Câu số 10 nào: If you don't the professional pride in the work, the properly in the wrong job. Rất là dễ. Ngọc Minh Nguyễn có nhé, em lưu về xem lại. Anh nhẩn thì em sẽ không tìm được ở trên tường của anh đâu, chỉ có lưu về, share về mà xem lại thôi. Nếu bạn không tự hào về cái công việc hiện tại của bạn thì chắc chắn là bạn không còn không không đúng nghề rồi, đúng không? Thì đây ta gọi là chính xác là take pride in, cái câu này rất là phổ biến. Something nó sẽ bằng với to be proud of, something là tự hào về điều gì nha, tự hào về điều gì, được chưa? Thực tế thì có nhiều bạn bảo là anh ơi, cái anh cho một buổi livestream nhiều cũng quá, em không học nổi đấy. Thì như anh đã nói là một tuần anh chỉ có livestream một buổi liên quan cụm từ thôi, thì 30 cụm cho một tuần nó không phải là gì, nó chưa là thấm là gì cho so với cái thời gian của em có, đúng không? Nên là ngoài cái bài tập này thì em nên làm thêm những bài tập khác. Anh đã đăng các bài tập liên cụm từ, phrasal verb, những cái cụm phrasal verb rất là phổ biến, có bài tập có đáp án chi tiết đi kèm ở trong tựa trong trong nhóm cái tiếng Anh trong phần quốc gia. Thì em vào đấy, em nếu mà em chỉ cần vào cái search tìm tên anh Nguyễn Tiến Vinh thì em sẽ ra, hoặc vào unit và những cái đơn vị em vào đấy thì em sẽ thấy được những cái bài anh đăng đấy, cả tổng ôn cả cụm từ. Thì lúc ấy mình vào mình cứ bám theo cái ý thôi đấy, những tài liệu anh có này anh sẽ áp vào trong ý. Nói tới số 2: I had a visit to him last week when I was on business. Tôi thăm anh ta vào tuần trước khi mà tôi đi gì ạ? Tôi đi công tác, to be on business, công tác nhé. Thì đây tôi có made, took, had, paid. Lê Phương Thảo thì chắc là em chưa xem livestream rồi, vì là anh livestream ngữ pháp thì anh livestream bằng tổng ôn, nó bao gồm tất cả. Thì đây ta có là pay a visit to someone, nó sẽ bằng pay someone a visit, thăm thăm ai, được chưa? Hoặc thăm thăm cái gì, đúng rồi nhé, thăm ai thăm cái gì, something vào đây, được chưa nhá? Và thì trong câu này ta có được làm chính xác là đáp án D, paid. Câu số 2 nhé: She had no intention of visiting her parents. Cô ta không có ý định, intention, intention nó là danh từ, nó là intent, động từ là intent, intent to do something, có ý định làm gì, còn intention là danh từ. Cô ta không có ý định thăm bố mẹ của cô ta. Thì đây ta có cụm, các bạn chú ý đây là trường hợp về style, style đây nha, style thì đây nó nghe nghĩa là văn phong. Văn phong là gì thì anh sẽ giải thích cho các bạn nghĩa văn phong là gì. Văn phong ấy nó là như thế này, thì anh cho ví dụ là các em sẽ hiểu tại sao cái trong tiếng Anh nó có văn phong. Thì đây ta có là intend, intend ở đây mang nghĩa verb, đó, verb come to do something,
Đấy. Còn khi mình nói là cái ý định, intend đây là verb là có ý định nhé, làm cái gì đó. Còn intention đây nó là danh từ. Thì lúc này cái động từ đã biến thành cái danh từ, tức là có khuynh hướng ý định, có ý định làm gì đấy, hiểu nhá? Đấy, vậy thì khi chúng ta đưa cái thằng verb này biến thành danh từ mà cũng có một cái cấu trúc đối với danh từ có nghĩa y như thằng động từ ấy, hiểu nhá? Thì nó gọi là văn phong, là nó biến từ động từ sang danh từ, hiểu chưa? Nhưng nghĩa vẫn như vậy. Nên ra có cái cụm đó là gì ạ? Have, hiểu chưa? Intention of doing something, hiểu chưa? Đó, anh hiểu chưa nhỉ? Đấy. Ví dụ như này, look at something đúng không ạ? Look at something. Thì bạn có thể viết khi mà look này nó đang là động từ, hiểu chưa? Thì bây giờ mình có thể biến cái động từ look này nó thành danh từ. Look thì nó vẫn là look, bạn tra từ điển thì nó vẫn là danh từ, và nó cũng sẽ có một cụm là gì? Have a look at, have a look at something. Đấy, tôi cũng là nhìn vào cái gì, hiểu chưa? Đấy. Ví dụ như thể ring someone đó. Đấy chưa? Thì mình có nói là give someone a ring. Đấy chưa? Tức là gọi điện cho ai đấy, đấy chưa? Đó, thì nó nghĩa là văn phòng, bạn hiểu chứ? Văn phòng nó chỉ là biến cái thằng động từ thành danh từ và phải có những cái động từ khác đi kèm. Đấy chưa? Đó, thì đây là chính xác là gì? Have. Đây nhá, có ý định làm gì nhá. Ở đây là không có ý định nhá. Không có ý định làm gì. Have no intention of doing something. Không có ý định làm gì. Tí nữa thì nó vẫn có một cái cụm nữa đấy. Rồi, ok. Rồi, mình tiếp tục câu số 3. Ok, câu số 3 nhé. Ok, câu số 3 nào. They were in agreement with her on what they should do. Họ đồng ý với cô ta về cái việc mà gì nên làm. Đấy, như trong trường hợp này này. Nó cũng là dạng văn phong nhưng mà nó này khác. Tức là nó đang sử dụng giấy từ cơ. Đấy. Đấy. Đây tôi có cụm nhé. With someone. Đấy, nó sẽ bằng với agree with someone thôi. Đấy. Đó, và thì ta có thể thấy là agree bây giờ đang biến thành agreement là danh từ. Đó. Hương thì thu Bùi, lịch livestream nó ở thứ ba và thứ năm hiện tại nhé, là đồng ý ba. Vậy thì nếu mình nói là không đồng ý thì mình chỉ cần thêm cái gì ạ? Tiền tố disagreement. Đó. Bạn hiểu chưa? Đó, người ta gọi là văn phong đấy. Và chính xác là gì? About, sorry, with. Được chưa? With someone on cũng được, on something. Nhé. Resume. Câu số 4 nào. He can do nothing but the determination that will win. Câu 4 nhé. Anh ta chẳng làm gì được ngoại trừ quyết tâm giành chiến thắng. Thì đây nó cũng là một cái văn phong này, kèm đây này, determine, là nó biết cái động từ này không đấy, thì bây giờ nó lại thành gì? Determination, được chưa? Đấy, thì vậy phải có cái động từ nào đi với danh từ này, được chưa? Mang nghĩa là gì ạ? Quyết tâm, được chưa? Quyết tâm làm gì đó. Thì trong câu số 4 nhé, thì ta có cụm là have, được chưa? Determine, a determination to do something. Đấy, ta quyết tâm là gì? Anh ta chẳng thể làm cái việc gì, được chưa? Ngoại trừ quyết tâm giành chiến thắng. Và chính xác là gì ạ? Say. Rất dễ đúng không? Thực ra cụm tay cụm từ này là dễ thôi. Các bạn cảm thấy khó, chẳng qua là các em chưa tìm hiểu cũng như là chưa có được cái đủ cái số lượng kiến thức cần thiết để khi làm ấy, hiểu chưa?
Nhưng mà một khi mà cái lượng từ, lượng kiến thức của em nó cao một mức nào đó ấy, thì cái việc làm nó cũng sẽ được hạn chế rất nhiều, cái việc cảm thấy khó nó sẽ bị hạn chế đi rất nhiều. Now câu số 5. I have had to do a difficult decision between love and money. Đấy, cái trường hợp này cũng thế đúng không ạ? Thì đây ta có thể thấy là decide, nó quyết định làm gì, decide to do something. Remind đề này thì em lên cái phần caption thì anh có kèm link. Đánh máy nhanh nhá. Anh đánh máy vẫn nhanh mà, chẳng qua là hôm tùy hôm thôi. Trùng dương. Trùng dương cái này tùy em nhé. Nó có thể lan rộng ra cả độc hiểu cả độc lỗ, nó tùy đấy chứ không không thể xác định nhiều. Nhưng mà nói chung là những văn cụm từ này nó vẫn là cái khó khăn nhất, cả từ vựng nữa. À, đây ta có cụm là make a decision đấy, thì nó sẽ bằng make up đi ạ, one's mind. À, nó bằng decide to do something, à, quyết định làm gì. Thu đông mấy câu khó quá thì chắc là em chưa đọc hết cái tài liệu rồi đúng không? Cái tài liệu trên này này anh có cho sẵn các cụm rồi, giờ em chỉ việc là học và em lắp ghép vào bài tập thôi. Câu 6 nhé. You don't do the pride in your learning because you have not tried the best. Đấy, câu này dễ rồi, vừa nãy nó bị trùng quá. Bạn không tự hào về cái việc học của bạn bởi vì là bạn chưa cố gắng hết mình, try one's best. Dạ. Thì đây ta có là take pride in rồi. Xem tên là to be, bằng to be proud of nhá. Đó, tự hào hãnh diện. Các bạn chú ý này, nếu các bạn đang xem các bạn ghi lại nhé, ghi lại này xong đọc to lên cho anh, và tí nữa chúng ta còn sẽ ôn lại nhá, ôn lại, và các bạn lúc đó các bạn phải dựa vào cái khả năng trí nhớ của bạn xem là các bạn nhớ được bao nhiêu. Thực ra những cái bài 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 kiểm tra như vậy ấy, nó hơi hơi buồn cười một chút. Tức là mình học một mình thì không sao đâu, bây giờ mình nói như này thì nó bảo là làm sao không nhớ được đấy, nhưng mà nó vẫn phải xem cái trí nhớ của em như gì được. Được. Câu số 7 nhé. We've always had an interest in learning English. Đây này các bạn này, ta có cái cụm bình thường là to be interested in, dạ, something. Thì bây giờ nếu mà danh từ cái thằng interest, ở đây nó là danh từ, thì nó cái động từ đi gì, động từ nào nó sẽ cộng với danh từ. Đó. Và nó cũng có một giới từ là in nữa. Được chưa? Vậy thì đây ta có là cũng là have an interest in doing something. Đấy, tức là có sở thích, thích thú làm gì đúng không ạ? Nhé, giả sử mình giả sử nhé, rồi cái đứa này, giả sử nhé, bây giờ mình không muốn diễn đạt bằng interested, được chưa? Mình không muốn diễn đạt bằng cái to be interested in, ví dụ như thế là trong cái giờ nói cô giáo bảo diễn một cái hobby cái gì đấy đúng không ạ? Tại vì mình nói là I'm interested in playing football, mình có thể nói là I have, an interest in playing football. Thế nên cái nó sẽ hay hơn. Văn phong chẳng qua là nó sẽ biến đổi linh hoạt những cái cụm từ với nhau, biến đổi cái động từ sang danh từ, tính từ sang danh từ, được chưa? Đấy, nó linh hoạt như vậy thì người ta sẽ đánh giá mình rất là cao về khả năng sử dụng. Câu số 8 nhé. I never done any thought to little mistakes. Little mistakes đây mà nghĩa là lỗi vặt nhé, lỗi vặt. Tôi chưa bao giờ để ý tới những cái lỗi vặt đó. Vậy thì đây ta thấy là thought, các bạn biết thought ở đây nó là danh từ, và danh từ này nó là của động từ think, think of hoặc là about something. Thì đây giờ nó sẽ biến thành thought đúng không ạ? Thì cái động từ nào đi với thought nhá? Give thought to là something, mà nghĩa là để ý, suy nghĩ.
Được chưa? Và ra chính xác là gì ạ? Game sort to me. Đó, câu 9. I think it's time we adopt a start on brochure. Bạn chú ý điều này, chúng ta đọc là brochure, được chưa? Hoặc là chúng ta có thể đọc là brochure, được chưa? Anh thì đọc là brochure, anh Mỹ thì là brochure, thì nhé. Để chúng ta không đọc là brochure cái từ đâu nha. Ok, cái này là sổ quảng cáo, nha. Sổ tay quảng cáo. Đấy chưa? Thì đây ta có make a start on something. Đấy, thì mang nghĩa đó là, hoặc là make a start cũng được. Nên là bắt đầu làm gì? Dạ, bắt đầu. Ok, câu số 10. She has just started a talk with her parents about her result. Cô ta có nói chuyện với bố mẹ cô ta về kết quả của ta. Đúng không ạ? Đấy, ta thấy là talk ở đây là danh từ và nó không ảnh hưởng đến cái ngữ nghĩa câu. Bởi vì bình thường mình cũng thể talk with someone, hoặc động từ talk. Thì bây giờ nó biến thành cái danh từ talk. Được chưa? Thì đây ta có là gì ạ? Have a talk with someone about something. Thì mang nghĩa là nói chuyện với ai về điều gì. Được chưa? Được chưa? Và đây chính xác là gì? Have. Lần này nhé. Được chưa? Đó, câu số 3 nè, à, test số 3 nè, test cuối cùng, rất nhanh thôi. Bạn nào mà không xem kịp thì có thể lưu về xem nhé. Ok, câu số 1. Being a good boss requires a delicate balance between kindness and authority. Trở thành một người chủ tốt ý, thì cần có được cái sự cân bằng tuyệt vời, tuyệt đối giữa cái lòng tốt cũng như cái uy quyền, đúng không? Nào, thì đây ta có là fine, good, excellent, comfortable. Thì đây nó liên quan tới cái collocation. Thực ra thì cái collocation là phần rất là khó. Thì bởi vì là nó chỉ có đi với cái từ gì thôi. Ví dụ chúng ta nói là fast food, chúng ta nói quick food, đúng không? Đấy thì tương tự như này. Về cơ bản thì bốn cái này nó cũng đi với balance, nhưng mà ta có là fine balance, a fine balance, thì các bạn nghĩ đó là sự cân bằng tuyệt đối. Còn nếu mình nói là good balance, excellent balance hoặc là comfortable balance thì nó chỉ nói về cái sức khỏe thôi. Đó. Khi nói những ba từ lại này thì nó nói về sức khỏe. Thì chính xác ở đây nó phải là gì ạ? Đây là collocation hay cái cố định rồi. Được chưa? Câu số 2. She is always at the lookout for new styles. Cô ta luôn luôn kiếm tìm những cái phong cách mới, đúng không? Luôn kiếm tiền để kiếm tiền. Thì đây ta có là to be gì gì đó, the lookout for something, on, in, over, at. Được chưa nhỉ? Thì đây ta có là to be on the lookout for something, và là kiếm tìm. Dạ. Cô ta luôn luôn là kiếm tìm cái gì ạ? À, cái phong cách mới. Dạ. To be on the lookout. Câu số 3 nha. Câu số 3 nha.
Pavarotti has been called the greatest opera singer of all time. Dạ, Pavarotti thì được coi như là nghệ sĩ opera, nhà opera vĩ đại nhất của mọi thời đúng không ạ? Học đi, cứ ngồi đấy mà chém gió linh tinh. Nào, thì đây ta có là gì? Của mọi thời nhá, thì đây ta có là of all time. Dạ, của mọi thời. Tức là cái gì đó nó trường tồn mãi. Dạ. Nó đều trên nhà. Rồi ok. Thì đây chính xác phải là gì ạ? Of all time. Của mọi thời nhé. Đấy, nó là kiểu, nó kiểu là something that ever that has ever existed. Đấy, cái gì đó nó tồn trường tồn mãi. Để cho nhà. Câu số 4 nhé. Câu 4 là more and more people smoking, it is impossible to stop the abuse. Ngày càng nhiều người hút thuốc và không thể để mà gì ạ? Ngừng được cái sự lạm dụng gia tăng này được. Now rapid, fast, quick hay widespread. Thì đây ta có là gì? Collocation nhá. Ta có wide, dạ, spread abuse là nghĩa là sự lạm dụng đấy, sự lạm dụng gia tăng. Dạ. Widespread ở đây nó là gì ạ? Nó lan ra nhiều đấy. Dạ. Trần Minh Tiến có em. Nhá, thì đây là gì xác là làm đi. Ok. Còn làm nha. He received A hoặc là N này. The dot account of person's progress. Anh ta nhận được lời khen về cái sự tiến bộ của con của anh ta như này. Nice. Được chưa? Thì đây ta có này. Bốn cái này nó đều là xuất sắc đó. Glowing nha. Nhưng mà ta chỉ có là gì? Receive được chưa? A glowing account of something. Đấy, tức là nhận được lời khen nữa. Tuy nhiên thì nếu mà mình nói là khen ai thì nó sẽ là give someone được chưa? A glowing account of something. Đấy, khen ai nha. Là chỉ xác là B thôi. Hiểu chưa nhỉ? Ở đây receive nhé. Receive câu 6 này. Oh. Anh đã receive mà cái thằng cái series nó lại kêu cơ. Đấy lại kêu nữa này. Ok câu 6 là his discoveries have received not acclaim. Yếu à? Đâu có phải đâu nhỉ? Các bạn có nghe đúng không nhỉ? Câu 6 nhé. Các bạn hiện tại các bạn có nghe được livestream không? Câu 6 his discoveries have received acclaim. Cái sự văn minh. Đó. Sao mạng bị kém à? Nào cái sự khám phá của anh ta đã nhận được những cái lời hoan nghênh rất là nhiệt liệt nha. Thì đây ta có là lời hoan nghênh nhiệt liệt nhé, acclaim nhé. Đây ta có great acclaim. Đây là acclaim. Hoan nghênh nhiệt liệt. Đây là. Mấy cái đứa này học thì học đi, cứ ngồi mà nói linh tinh. Great acclaim.
Cận comment ít quá. Cảm hại. Ok, cái này nó cũng là collocation, nó chỉ có greater claim thôi, chứ không nói huge claim, bigger claim, larger claim nha. Có bài after the ceasefire, the situation in the capital that are better. Ok, sau cái vụ ngừng bắn ceasefire, đây là ngừng bắn nhé. Cease nó là ngừng, stop ấy. Fire nó là bắn nhá. Ngừng bắn thì cái tình hình ở thành phố đấy, là thủ đô ấy thì tốt hơn rồi, nó được cải thiện rồi. Thì đây ta có cái cụm đó là get better. Nó bằng với improve. Đó, tức là cải thiện. Dạ dạ nhá. Ok, và đã chính xác câu này là gì? Get better, improve, đã được cải thiện. Câu 8 nào, 115 này. In Vietnam is always high the list. 115 ở Việt Nam thì luôn luôn được ưu tiên đúng không ạ? Nhưng mà quan trọng là cũng ưu tiên là gì? High list, high list, high over list hay là high under list? Nào, thì trong môn này thì ta sẽ chọn gì đây? Ok, đấy con số 8 này chúng ta sẽ chọn được A nhá. To be high on list. Đấy, rất là được ưu tiên. Nhá, to be high on list, được ưu tiên. Rồi, dấu câu 9 và câu 10 là xong, thì ta sẽ ôn tập. The environmental threat was not by oil spillages. Mình thứ ba, ceasefire, tức là ngừng bắn em. Đấy nhá, ngừng bắn, ngừng bắn. Ngừng bắn nhau ấy. Had better là nên làm gì em nhé. Đấy nhá. Had better nó là nên làm gì? Hết bây giờ cộng vớp ấy. Được chưa? Và câu 9 nhé. À, cái mối đe dọa về môi trường được gây ra bởi cái vụ tràn dầu oil spillage, spillage, đây là tràn dầu, nha. Oil spillage, tràn dầu. Thì đây nó động từ, các bạn chú ý nhé. Có nhiều trường hợp là bắt buộc là chúng ta phải suy luận, bắt buộc là chúng ta phải nhìn. Ví dụ nhiều câu trong mục lỗ nó bắt nó cho một cái danh từ đằng trước này này và một loạt đằng sau là một thành phần, và sau đó nó sẽ có một cái chỗ trống, và chỗ trống này nó sẽ phải có, nó sẽ là động từ. Thì mình phải để ý là cái động từ này này là nó đang đi theo cái thằng danh từ phía trước nó, để thằng thread, để giờ nó đi theo cái thằng thread này, để giờ đấy. Nên có nhiều trường hợp chúng phải tinh ý, phải để ý là có nhiều trường hợp là nó chẳng qua nó đẩy cái danh từ lên trước rồi. Được chưa? Câu 8 là gì? Đây, to be high on list, được ưu tiên. Spillage, nào spillage, tràn dầu đấy, oil spillage, sự tràn dầu. Được chưa? Ok chưa? Đó, thì đây ta có cụm đó là pose a threat to something. Được chưa? Thì mà nghĩa là gây mối đe dọa. Đây là gì? Anh cũng không biết là tại sao ấy. Pose a threat to something gây tới đe dọa mọi gì, đến tới điều gì đó. Được chưa? Ở đây chẳng qua là cái oil spillage. Được chưa? Nó pose a threat, pose the gì ạ? The environmental threat, đúng không? Gây ra cái mối đe dọa về môi trường. Hoặc là gì ạ? Pose a threat to the environment. Ok, là chính xác là C. Câu 10 nhé. What she said
To us, yesterday was so exaggerated. Mà chán quá. Mà đây vẫn thấy chạy vẫn đang ồn mà, vẫn mệt xanh. Điều cô ta nói chúng tôi hôm qua thì hết sức là hoang đường, đúng không ạ? Thì đây có cụm nhá, có location. Vô cùng phóng đại hoặc là hết sức hoang đường. À, dạ, vô cùng phóng đại hoặc hết sức hoang đường nha. Là chính xác là đấy. À, greatly, grossly, grossly nó nghĩa là cực kỳ đấy nhá. Exaggerate, exaggerate mà nghĩa là phóng đại đấy. À, danh từ nó exaggeration. Dạ, vô cùng phóng đại hoặc hết sức hoang đường. Điều cô ta nói với tôi là gì? Thực sự là hoang đường, vô cùng hoang đường. Alo, các bạn có nghe rõ gì không nhỉ? Xong nhá. Ok. Thì bây giờ chúng ta sẽ ôn. Được chưa? Các bạn nghe rõ không? Bây giờ chúng ta sẽ ôn lại nhé. Được chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ ôn lại những cái cụm từ vừa nãy chúng ta đã học. Và bây giờ các bạn có biết được cái cụm này có nghĩa có gì không? Thứ nhất ta có ngay lập tức. Nào, ngay lập tức có 3 chip gọi là without delay. Ok, chính xác, ta có without delay. Dạ, cái này phải cho màu đen này. Dạ, without delay. Cái thứ hai là confiding someone, mà nghe là gì? Bảo Ngọc, tổng ôn và cụm từ thì livestream em nhé. Cái nào có ghi chi tiết thì anh có ghi trong mình ghi chi tiết. Confiding someone. Ok, chia sẻ tâm sự với hai. Chính xác. Confiding someone. Câu 3 nào. Make a start. Make a start. Make a start nó nghĩa là gì? Gọi đã nhép anh phải ghi là anh phải cho nghĩa tiếng Việt sau các em phải tự suy ra tiếng Anh. Đó. Các bạn nhớ nhá, khi mình học cái này cũng hay này, các bạn cứ cứ kiên trì, cứ che đi, cứ làm đi làm lại, làm đi làm lại thì sẽ nhớ thôi. Câu số 3 nào. Ok, Hoàng Mỹ Phượng bắt đầu làm gì? Đúng rồi. 4 nhá. Great acclaim. Cái sự gì ạ? Khám phá của anh ta đã nhận được những cái gì đó nhiệt liệt, đúng không? Đây là ôn lại cho những bạn đã học. Đây ta có great acclaim mà nghĩa là gì đây? Đó, sự hoan nghênh nhiệt liệt thì ra. Câu số 5 là find balance, collocation find balance. Find balance này nghĩa là gì ạ? Số 5 nhé. Và kiên trì chỉ cần học sau những này là anh nghĩ là sẽ nhớ một một số đấy. Ok, mình to an sự cân bằng tuyệt đối. Anh em cày đến đâu rồi? Rồi. Câu 6, tự hào hãnh diện nghĩa là gì? Tự hào hãnh diện nào.
À, chú ý là nếu bạn nào muốn cải thiện về cụm từ thì có thể tham khảo cái bộ sách phải là cụm từ nhé. Ok, take pride in hoặc to be proud of, đúng không ạ? Thì ra rồi. Đây chỉ cho nghĩa về cái câu trước nhé. Câu số 7, keep a cool head. Keep a cool head. Keep a cool head. Nào, keep a cool head, đây mới là gì? Ok, nguyên là bình tĩnh đúng không? Đấy, nó sẽ bằng với gì ạ? À, giữ bình tĩnh nó sẽ bằng với keep one's head hoặc là gì? Remain calm, nó là hoặc là calm down cũng được. Số 8 nhé, để ý suy nghĩ tới gì đó, à, để ý suy nghĩ tới cái lỗi vặt, đúng không? Lỗi vặt. Little mistakes. Thì đây để ý suy nghĩ là gì? Có ai nhớ không? Cố gắng nhớ nhé. Nghe nó nói rồi đấy. Khi mà chúng ta xem livestream ghi chép lại, nhưng mà mồm phải đọc nhé, mồm phải đọc này. Sau đó mình cứ đọc đi đọc lại, cứ đọc vài lần cho anh, được chưa? Sau rồi mình ôn lại thử cái khả năng nhớ trí nhớ của mình. Không nhớ thì thôi nhé, không nhớ thì thôi không sao cả. Quan trọng là mình lại được ôn lần nữa. Được chưa? Give thought to, được chưa? Give thought to something. Ok, câu số 9 của mọi thời. Số 9 là của mọi thời nè. Hoàng Bích Phượng. All of time là sai rồi anh em nhé. Em nhé. All of time là sai rồi đấy. All of time là sai rồi. Rồi. Robert Black of all time. Chính xác. Phải là of all time. Nhá. Của mọi thời. Câu số 10 nhá, có sở thích hoặc là thích thú điều gì đó. Đó, có sở thích hoặc thích thú điều gì? Có sở thích, thích thú điều gì? Rồi, have an interest sai nhá. Have an interest in something là sai rồi. Bởi vì sao? Mạo từ này thì phải đi danh từ chứ không để đi với cái tính từ được nhá, phải have an interest in chứ không phải have an interested in đâu nhá. Chỉ có to be interested in something. Được chưa? Đó, mình phải chú ý điều này. Thăm ai? Là thăm viếng này. Thăm viếng ai đó. Nếu thăm viếng thì mình sẽ nghĩ ngay từ cái visit đúng không? Tuy nhiên thì mình phải chú ý là cái văn phong của cái thằng visit. Đấy ạ. Visit someone thì nó sẽ viết là pay a visit to someone bằng pay someone a visit. Đúng không? Câu 12 nào. Come down to something. Come down to something mà nghĩa là gì ạ? Come down to something. Trần Minh Tiến call in nhé, call in or call on. Hoặc là call in on, nhỉ? Call in on hoặc là call in come down to. Các bạn nhớ come down to là gì? 12. Ok, nguyên là do hoặc là bởi điều gì đó, đúng không? Là do bởi điều gì đó. 13 nhé, quyết định làm gì nào? Sắp xong rồi, cố lên. Quyết định làm gì? Quyết định nào, quyết định. Ai cũng biết là decide to do something rồi, đúng nhá. Nhưng mà cái động từ decide, ta thấy là danh từ của cái thằng động từ decide là gì, đúng không? Nguyên là make a decision. Ok, make a decision, chính xác nhá. 14 là get better. Get better là gì ạ? Sau vụ ngừng bắn đấy. Sau vụ ngừng bắn thì cái tình hình ở thủ đô được cải thiện. Đó. Cái bắt đầu là gì? Improve. Đúng chưa nhỉ? Cải thiện nhá. Chính xác. Gây mối đe dọa tới cái gì đó, đúng không? Gây mối đe dọa tới môi trường, sự tràn dầu, đúng không? Thế đây chúng ta chọn gì? Get better,
cây mối đe dọa từ cái gì đó. Anh chưa thấy bạn nào ghi em gây mối đe dọa đâu. Ok, pose a threat to something. Nhé. Rồi câu 16 nhé. On the lookout for something là gì ạ? Mạng chán quá. Mạng kém đấy nhỉ. Nên cái mạng đây chạy vẫn vẫn rất là mượt mà. On the lookout for something. Thôi cố lên, sắp xong. On the lookout for something. Bạn nào ghi nhanh lên ra nào. Anh chưa thấy bạn nào ghi on the gì nhỉ? On the lookout for something mà nghĩa là gì cả. Rồi tìm kiếm cái gì đúng không ạ? Kiếm tìm kiếm. Câu số 17 nhé. Không có ý định làm gì thì anh thấy là 21 I have no intention. Cái sừng kia là em phải đổi S thành T em nhé. Intention. Đúng không? Đổi cái S kia thành T đi. Intention nhé. Have no intention of doing something. Được chưa? 18 nha, to be bound to do something. To be bound to do something nha. Thì đây chúng ta sẽ có gì? Nghĩa là gì đây? To be bound to do something. Nào. Ok, thì ra con số 18. Now, to be bound to something. Thực ra thì anh nói như này, anh đã nói đủ nhiều rồi. Được chưa? Anh đã nói đủ nhiều nên là rất là nhớ. Nên các em phải nói nhiều vào thì sẽ nhớ được nhiều hơn. Hiểu không? Đấy. Nếu các em nói nhiều thì cũng sẽ nhớ thôi, còn nói ít thì ít nhớ, nói nhiều nó sẽ ghi vào đầu ấy. Thì đây ta có to bound to do something để chắc chắn làm gì rồi. Ok, 19 call off là gì nhỉ? Ok, la mát đúng không? La mát. La mát, thắm mát đấy. Dạ. Now, receive a glowing account of something. Receive a glowing account of something. Thì đây tao có nghĩa là gì? Mà vào sau thì có thể lưu về xem nhá. Thì sau cái livestream đấy sẽ cho thì sẽ ẩn cái livestream này. Rồi ok nhận lời khen. Chính xác. Câu 21. Tiến triển đây là gì? Có tiến triển đúng không ạ? Tiến triển tiến bộ đấy. Tiến triển tiến bộ làm gì? Thế là gì đây? Ok, make progress in something. Được chưa? Câu 22 nào, gợi ai nhớ tới điều gì đó, đúng không? Gợi ai nhớ tới điều gì? Gợi ai nhớ điều gì? Sao mạng yếu ấy nhỉ? Gợi ai nhớ điều gì ta có gì đấy ạ? Ok, remind someone of something nhé. Remind someone of something. 23 ta có widespread abuse. Widespread abuse. Widespread abuse. Sự lạm dụng gia tăng đúng không ạ? 24 nhé. Được ưu tiên. Một năm ở Việt Nam luôn luôn được ưu tiên. Đấy.
Mùa một năm ở Việt Nam luôn là ưu tiên à? Nào, được ưu tiên thì đây ta sẽ chọn gì đây? Ồ đúng rồi, anh thấy đúng rồi, mạng nó bị ấy em ạ, mà nó lúc 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 mạnh lúc yếu. Ok, to be high on list nhá, cho anh chữa nhanh nhá, có mạng yếu cũng không được, chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa, thì ta có là gì? No doubt about something, have a determination to do something là gì ạ? Quyết tâm làm gì, cố gắng làm gì, đồng ý với ai thì to be in agreement with someone đúng không? Nhé, nói chuyện với ai thì gì, have a talk đúng không? With someone about something đấy. Còn hết sức vấn đề nó là gì? Greatly, grossly, exaggerated. Nhé. Bởi vì là mạng yếu nên là anh muốn nhanh hơn, bởi vì là mạng hầu như là không có luôn. Buồn quá. Ok, thì hôm nay chúng ta kết thúc cái chuyên đề cũng từ phần số 5 nha. Thì các bạn nhớ lưu lại học nhé. Ok, thì bởi vì mạng là hơi yếu nên anh xin phép và kết thúc livestream. Nếu bạn nào mà còn muốn cải thiện phần cụm từ thì có thể đăng ký mua bộ sách phản đảo cụm từ của anh được chưa? Được chưa nha? Ok, tôi cảm ơn các em nha. Bye bye.